Cường cứu em ca này vậy. Ủa sao ca gì hết chung? Đô này lại. Âm thanh nó ồn mà nó tạp âm quá trời luôn. Rồi thì cái video của em á nó bị nhiều tạp âm quá à, với lại cái tiếng của em nó nhỏ do em quay ngoài đường đó, em không có sử dụng micro rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi thì do em sử dụng cái micro điện thoại thì nó thu tạp âm là đúng rồi à, thì giờ cái yêu cầu của em thế nào? Cái nào giá học sinh sinh viên thôi. Oh my god. Wow. Dạ. Dạ. Để coi coi đây, anh có mấy cái dòng đây. Đây thôi thì anh mới về hàng cái dòng này MC2811. Rồi thì cứ lấy về dùng thử đi. Này lấy về dùng thử được cái ok trả tiền. Dạ cảm ơn anh. Ok bây giờ thì tôi test cho anh em cái mic mới này cũng tại quán lẩu gà này nha anh em. Anh em nghe cái âm thanh nó có to rõ, nó có không có tạp âm, nó có tốt hơn cái video lần trước của tôi nhiều không? Nếu như mà anh em cảm thấy ok á thì anh em để cho tôi cái phần comment bên dưới nha. Thì anh em nào cũng muốn có cái âm thanh giống như tôi á thì để tôi ghim cho anh em sản phẩm ở bên dưới. Đó, bây giờ thì tôi đi nha anh em, tôi đi trả tiền nữa anh em ơi. Bye bye anh em.